Alo, vâng, chúng ta đến với trận thi đấu bản lề thôi. Bên kia là Mark Summer, bên mình là Summer AB. Bạn hít bình thật. Bạn hít thì sang qua. Vâng, cụ đi thôi. Cụ đi hai dân trong một tích tắc. Bậy 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 rồi. Mỏng manh quá. Không thể hiểu nổi tại sao anh đâm đầu hai con sư tử tôi vừa rồi. Đỏ thế. Summer đến từ game thủ truy mệnh. Một voi, bầy hươu ăn ở S đầu. Và một bãi quả, nói chung là bài được nhưng mà lực yếu. Bầy hươu đầu có 5 con thôi, một con voi. Chưa phải là quá mắc binh. Bãi quả phụ này 5 cây. Hai mươi lăm lông dân. Đây có bảy hiêu như vậy là được rồi. Lực cũng khỏe hơn một chút. Mà lực gỗ nó hơi đuối một chút. Và cần cắt thêm hai thằng lông dân ra chặt gỗ. Để có bài. Rồi gióng ghê đang được. Đằng nào nó chỉ bằng hai con voi thôi mà. Hai hiêu một voi tính thế cho nhanh. Truy mệnh lên đời không phải là quá sớm ở trận yếu này. Đánh gom cung được mà. Con tê.
không chẳng. Thằng Sam nó bị thi đấu gì không? Sam nó chỉ có cung thôi. Sam nó ra khỏi nhà viện ban chắc chết. Chắc chắn là chỉ có một cửa cuối cùng gì đấy thôi. Ban 9-20 hoặc là 30. Thế đi cơm mẹ mày. 9-35. 9 tròn đấy. Đeo ép được, đeo ép dân được, 9-15. Anh tưởng anh đánh 18 dân đấy kia. Đúng rồi đấy. Ôi thịt. Chín mười lăm, chín mười. Bi có đôi ba không? Bi cầm có 9-10 không? Số ban cần thì ép đời sớm. Số ban đánh cung A dễ. Đâu, ông số ban mà tôi chấp tôi 2 phút rồi mà. Đấy. Tôi kích đời được ha. Tôi kích đời là sau 2 phút là ông kích. Ông muốn làm đâu nào không làm. Chiều mua hồng mong manh quýt tháp đi quýt à quýt nhiều dần lắm tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu thứ 3 dành cho VfB Hà Nội và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên dành cho bên mình thôi, liệu có bật được hay không? Hơi khoải. Bên đó.